Trọng Thơ xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại BKMX Trân Thành giai đoạn 3 nha cả nhà. Và ngay đây được BKMX quy hoạch nhà phố thương mại với thiết kế 1/2 lầu, rất là nhiều nhà phố đang được xây dựng như cả nhà đã thấy đây. Các công trình đang được đồng loạt triển khai xây dựng. Và hướng này là hướng công nghiệp nha. Trước mắt chúng ta công ty màu xanh xanh là công ty Hayat của Thổ Nhĩ Kỳ, được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về dự khai trương ngày 20 tháng 3 năm 2022 vừa qua. Trục đường này là trục đường N9 rộng 25m. Thì và quanh đây là đất tái định cư. Trước mắt chúng ta là đất nền tái định cư BKMX nha. Đấy, như cả nhà đã thấy các xe lu đang lưu đường, đổ sỏi và chuẩn bị đổ nhựa trong thời gian sắp tới. Trục đường này là trục đường D1 rộng 50m, chạy thẳng từ giai đoạn 1 qua giai đoạn 2, qua giai đoạn 3 của BKMX Trân Thành. Và như cả nhà đã thấy đây, trước mắt chúng ta là đường mòn Hồ Chí Minh nha. Tại đây thì BKMX quy hoạch rất là bài bản nha, nhà phố thương mại rất là đẹp. Rất là đẹp đúng không ạ? Và ngay đây thì Trọng Thơ đang phân phối đất tái định cư BKMX Trân Thành với giá hiện tại là dao động từ 7 triệu đến 10 triệu trên mét vuông, thổ cư 100% và được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng. Quý khách hàng quan tâm tới đất nền BKMX Trân Thành Bình Phước thì gọi ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962854858 nha, để sở hữu cho mình một những vị trí đẹp nhất. Và hướng này là chúng ta đã thấy đây là trường cao đẳng Bình Phước với thiết kế 14 tầng nha, sẽ cho đi vào hoạt động năm 2022 này. Đó, rất là đẹp. Rất là đẹp nha cả nhà. Đẹp cực kỳ luôn. Một khu vực đang đồng loạt phát triển mà giá hiện tại là giá đất đang ở là giá nông thôn nha cả nhà, 7 đến 10 triệu trên mét vuông. Và chỉ cần 1 đến 2 năm nữa thôi là chúng ta sẽ cảm nhận được cái mật độ phát triển và tốc độ phát triển nhanh của khu vực này như thế nào. Quý khách hàng quan tâm tới đất nền Bình Phước thì gọi ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962854858 nha, để sở hữu cho mình một trong những vị trí đẹp nhất tại BKMX Trân Thành. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh của Trọng Thơ để theo dõi những video mới nhất nha cả nhà.